Hồi xưa cô chú học chung trường đại học cho làm đại Nào, đinh tèo trong giày thế hả? Siro. Siro, siro. Cứ động giày là ra làm rồi. Đi ra, đi ra, đi ra. Ừ. Rồi đây. Rồi ăn đi. Rồi à? Thì lúc nãy không phải là ông xã của mày sao? Kết luận là như vậy. Chỉ có